Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thí nghiệm TikTok tiếp nha các bạn nha. Thì cái thí nghiệm này á thì mình cũng đã xem được ở trên TikTok thì nó là như thế này nè. Đây, các bạn thấy gì không? Ở bên trong đây là một đống Hero Prize luôn các bạn ơi. Wow. Tôi tính sơ sơ thì ở trong đây chắc cũng phải tầm 200-300 con gì đó các bạn ạ. Chắc cũng cỡ cỡ đó, đó hơi bị đông luôn. Đến nỗi mà nó lắc máy của tôi luôn các bạn thấy nè. Máy của tôi là hơi bị xịn nha, mà nó phải lắc như thế này luôn rồi đó. Đó, thì ngày hôm nay nè chúng ta sẽ cùng nhau thí nghiệm thử coi là một cái con Super Dog, cái con chó siêu nhân các bạn, nó có thể gọi là chiến thắng được gần hơn 100 con Hero Ride này hay không nha. Thì cái video TikTok đó mình đã xem rồi, thì bây giờ mình sẽ vô để mình thí nghiệm thử nha các bạn. Thì trước tiên thì tôi sẽ triệu hồi ra cái con chó sói siêu nhân của chúng ta. Đây, ok, lấy quả táo vàng nè. Rồi lấy thêm một cục xương cho con chó sói. Ok, rồi đây, tôi sẽ để một cái cục kim cương ở giữa nè các bạn, để tôi đặt con chó sói lên. Trời, đông quá, nhiều quá, đặt tôi đặt lên không được luôn bạn ơi, trời ơi trời. Ok, tôi sẽ đặt lóc cao lên xíu cho dễ đặt. Đó, rồi để con chó sói vô nè. Ủa, nó đi đâu vậy ta? Tính ra tôi đang tính biến cho nó thành siêu nhân vậy mà nó lại bỏ đi con này thiệt. Ok rồi, tôi sẽ cho con này đi. Ok, cho nó cục xương nè. Sau đó chọi vô người nó một quả táo vàng. Và ngay lập tức nó sẽ biến thành chó siêu nhân các bạn ạ. Đó, rồi ok. Bây giờ tôi sẽ đập cho nó rơi xuống dưới đây nè. Rồi, thì trước tiên tôi sẽ cho bạn biết một con Hero Ride trong Minecraft nó mạnh đến cỡ nào nha các bạn nha. Thì ví dụ như bạn đang thấy nè, ở trước mặt mình là một con Hero Ride nè các bạn. Đó, thì cái con này nó rất là khỏe luôn. Bây giờ mình sẽ mặc cho mình cái bộ giáp Netherrack luôn, cái bộ giáp mạnh nhất ở trong Minecraft nha các bạn nha, mạnh nhất hiện tại luôn. Một cây kiếm nè. Rồi, tôi sẽ chỉnh cho tôi thành game mode 0 đi. Rồi, sau đó tôi sẽ ăn quả táo vàng vô. Đó, là bây giờ tôi là hơi bị mạnh rồi đó nha. Bây giờ tôi sẽ thử chiến đấu với con này xem như thế nào, cầm theo cái khiên nữa. Rồi ok, để tôi xem thử coi con Hero Ride này nó mạnh đến cỡ nào nha các bạn nha. Rồi chuẩn bị nè, tôi sẽ dùng cái đinh ba. Tôi chọi vô người đó. Rồi ok, nhào đây. Nhào vô đây. Nhào vô đây. Nhào vô đây. Ố. Trời, nó mạnh dữ à trời, nó quýnh mình đúng một cái thôi á. Oh my god. Thì mình sẽ nói cho bạn biết á là cái số gọi là sức mạnh của cái con Hero Ride này á, nó đến tận 100.000 đam lận. Rồi, 100.000 đam và 100.000 máu nha các bạn nha. Mình không biết rằng liệu rằng con chó của mình nó có thể chiến thắng được hơn 100 con Hero Ride như thế này không đây. Thì bây giờ các bạn hãy xem thử, các bạn sẽ biết nha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử coi liệu rằng con chó sói này nó có thắng được hơn 100 con Hero Ride bên dưới đây không nha các bạn nha. Chuẩn bị nè. 3 2 1 bắt đầu. Ê! Đó, 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 nó bắt đầu chém nè bạn ơi. Oh my god. Mấy con Hero Ride không kịp làm cái gì luôn. Wow, 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 wow. Trời ơi, bạn nhìn nè. Oh my god. Khỏe dữ trời. Trời ơi, đỉnh, đỉnh, đỉnh nha, đỉnh nha. Vô cùng xịn xuống bạn ơi. Vậy là coi như thí nghiệm này 10 điểm nha các bạn nha. Một con chó có thể giết được đến tận hơn 100 con Hero Ride. Quá là đỉnh luôn. 10 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video tiếp theo. Thì video này như bạn đang thấy là một thế giới Minecraft được làm bằng TNT các bạn ạ. Và để mình xem coi chuyện gì sẽ xảy ra nha. Mình nghĩ là thanh niên này chắc là sẽ đốt những cái quả này lên á. Ồ đúng luôn nè. Oh my god, nó nổ kìa. Wow, nhìn đã mắt thiệt sự luôn á. Trời ơi, nó nổ kìa các bạn ơi. Được nha, được nha. Tôi thấy cái này có vẻ là tôi làm được các bạn ạ. À, đốt nguyên một cái thế giới bằng TNT luôn. Ôi, cái này là phải máy tính phải thật là mạnh luôn các bạn. Cái máy tính phải xịn lắm luôn á thì mới đốt được á. Đúng, đúng. Chứ bây giờ máy tính mà yếu yếu xíu là đốt cái là nổ luôn máy tính luôn các bạn, chứ phải nổ TNT đâu. Ok. Biết là máy tính của mình có chịu nổi không đây. Thôi được, tôi sẽ tạo một thế giới bằng TNT. Sau đó tôi vô tôi đốt thử cho các bạn xem nha. Bắt đầu thôi, let's go. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thí nghiệm Minecraft tiếp theo ở trên TikTok nha các bạn nha. Thì như bạn đang thấy ở trước mặt chúng ta chính là một ngôi làng được làm bằng TNT. À không, phải nói đúng là một thế giới được làm bằng TNT luôn bạn ơi. Bạn coi nè, đây, xung quanh đây toàn là TNT không luôn á. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đốt thử cái đống TNT này để coi nó nổ to đến cỡ nào nha các bạn nha. Thì như bạn không biết á, thì một cái máy tính á, dù nó xịn đến cỡ nào nhưng mà được đốt với một cái số lượng TNT quá nhiều thì nó vẫn sẽ rất là kinh khủng luôn, rất là nặng máy luôn. Mình không biết là sau khi mình đốt xong á thì liệu rằng cái máy của mình nó có nổ luôn đây. Mình không biết nữa. Nhưng mà ok, thôi tôi sẽ thí nghiệm thử nha các bạn nha. Đó, ông nào máy yếu yếu đừng có thử này nha, hư máy luôn á, đừng đùa. Ok. Rồi bây giờ nè, tôi sẽ lấy một cái quạt lửa ra để tôi bật nó lên nha. Trời ơi, tôi hơi sợ sợ bạn ạ. Nếu như bạn không biết á thì máy tính của tôi á là một cái máy tính á được trang bị rất là nhiều những cái phụ kiện, những cái linh kiện máy tính cực kỳ xịn luôn. Bởi vì
là mình quay video cho bạn xem, cho nên là mình đã đầu tư một cái máy tính khỏe khỏe xíu. Nhưng mà tôi cũng không biết là liệu rằng là nó có chịu nổi không đây. Ok, thử cái nha các bạn nha. Bắt đầu nè. Rồi, tử thần đến rồi bạn ơi. Ui. Cái máy tính của tôi chịu được nha. Ui, cái máy tính tôi chịu được các bạn ơi. Wow. Ui, tôi tưởng là cái máy tính của tôi sẽ bị lắc chứ, ai dè nó chịu được nha. Trời ơi, nó nổ liên tục luôn. Oh my god, nó nổ kìa bạn ơi, coi nổ kìa. Trời ơi, tôi cứ tưởng là máy tính của tôi sẽ bị lắc, nhưng mà hóa ra không nha các bạn nha. Máy tính của tôi có thể chịu được cái đống TNT này. Oh my god. Yeah, vậy là máy tính của tôi sẽ không bị nổ. Ở bên kia vẫn còn một đống TNT, nó vẫn còn đang nổ kìa các bạn. Đó, thấy không? Nó vẫn còn đang nổ kìa. Rồi, ok, vậy là thí nghiệm này tôi làm được nha các bạn nha. 10 điểm. Yes. Đây các bạn coi nè, nó vẫn còn nổ qua tới tận bên đây luôn các bạn ơi, nó nổ liên tục luôn. Đây. Tôi không biết là tôi phải chờ đến khi nào để cho nó nổ hết nguyên cái thế giới này nữa. Thôi mình qua video tiếp theo nha các bạn nha. Ok.